Lựa một cái chiếc cọng kính mới thì chúng ta thường thường sẽ để cái tiêu chí là đẹp trước rồi chất lượng kính sau. Cũng đúng thôi mà, ai cũng muốn mình đẹp hết. Chân ve kim loại như thế này là nhìn rất là đẹp và cá tính so hơn hẳn so với những cái loại gọng nhựa khác. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà các bạn nên lưu ý để lựa chọn được một chiếc gọng kính ưng ý, điều mà ít khi người bán hàng nào mà tư vấn cho các bạn. Phần ve mũi này lúc này nó sẽ trở thành những cái vũ khí sát thương, thành hai cái thanh sắt đó, nó vô cùng nguy hiểm, đâm thẳng vào mặt trẻ em thì càng không nên dùng. Chào các bạn, khi chúng ta lựa một cái chiếc gọng kính mới thì chúng ta thường thường sẽ để cái tiêu chí là đẹp trước rồi chất lượng kính sau. Cũng đúng thôi mà, ai cũng muốn mình đẹp hết. Tuy nhiên có một cái vấn đề mà các bạn nên lưu ý để lựa chọn được một chiếc gọng kính ưng ý, điều mà ít khi người bán hàng nào mà tư vấn cho các bạn. Đó chính là những mẫu gọng kính nhựa có sử dụng ve mũi chân kim loại. Hầu như hãng nào cũng có thiết kế kiểu dáng như thế này, từ những thương hiệu lớn giá mấy triệu cho đến những hàng bình dân giá rẻ chỉ vài trăm nghìn. Ưu điểm của những cái mẫu gọng nhựa mà sử dụng chân ve kim loại như thế này là nhìn rất là đẹp và cá tính so hơn hẳn so với những cái loại gọng nhựa khác. Và đặc biệt đối với những cái người mà có lông mi dài á, thì sử dụng những chân ve mà kim loại như thế này sẽ giúp cái lông mi hoặc là mí mắt không có chạm vào cái khung kính hoặc là tròng kính. Nhưng có một điều, đối với những cái gọng kính nhựa mà ve chân mũi kim loại như thế này á, thì chỉ có những người nào mà kỹ tính thì hẳn nên sử dụng. Những người nào mà không kỹ tính hoặc là không thường xuyên chăm sóc vệ sinh cái kính và đặc biệt là trẻ em thì không nên sử dụng. Vì sao? Nguyên nhân chính là đây. Ve mũi chân kim loại cực kỳ dễ gãy. Và các bạn sẽ đừng nghĩ rằng mua kính rẻ là sẽ dễ bị hơn. Điển hình là chiếc gọng kính nhựa ve mũi chân kim loại này có giá cả triệu bạc, thương hiệu cũng là của Esprit chứ không đâu có tệ đâu. Nhưng mà thế là mọi khách hàng mới dùng khoảng gần mấy tháng thôi là đã bị gãy rồi. Khi mà chúng ta sử dụng những cái mẫu gọng nhựa mà có ve chân mũi kim loại như thế này thì chúng ta phải vệ sinh kính thường xuyên hơn, đặc biệt là cái điểm tiếp xúc giữa ve chân kim loại và gọng nhựa. Vì đeo kính mỗi ngày, bụi bẩn, mồ hôi, nước mưa nó sẽ bám vào cái chân khớp nối ở đây, ngày qua ngày sẽ tạo ra hiện tượng ăn mòn kim loại và giảm tuổi thọ sản phẩm, thế là bị gãy. Và các bạn để ý là cái ve mũi ở đây, cái thời gian sử dụng của khách hàng chưa là bao lâu nữa mà nó đã bị gãy ngang như thế này rồi. Đó là lý do mà mình khuyên những cái người không thường xuyên vệ sinh kính thì không nên sử dụng những cái loại gọng kính nhựa mà có chân ve mũi bằng kim loại như thế này. Và đó cũng là lý do tại sao trẻ em thì càng không nên dùng. Bởi đa số trẻ thì vô cùng là hiếu động, tinh nghịch và vận động rất là nhiều. Và khi mà trẻ vô tình mà bị ngã hoặc té hoặc là một vật gì đó va đập vào khuôn mặt của bé, lúc này cái mắt kính sẽ là tác nhân gây tác động trực tiếp vào cái khuôn mặt của cái người đeo. Và chính cái phần hai phần ve mũi này lúc này nó sẽ trở thành những cái vũ khí sát thương, thành hai cái thanh sắt đó, nó vô cùng nguy hiểm, đâm thẳng vào mặt của người đeo. Và nếu mà lực mà quá mạnh sẽ đâm vào mắt luôn, nguy hiểm vô cùng. Đôi khi có những cái điều đơn giản mà ít ai để ý và thường thường là khách hàng họ cũng không biết. Quan trọng là người bán phải nói để cho khách hàng biết và họ hiểu. Các bạn nhớ cần cẩn trọng và lưu ý khi mà lựa chọn một chiếc gọng kính nhựa mà có chân ve là bằng kim loại nhé. Mắt kính Việt, đại lý ủy quyền bán lẻ mắt kính chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.